chị không chấp nhận sao chồng em ôm chị được, đúng không? Vì nó giữ chồng mày á, vợ mà biết chồng mà mắc gì đến. Bắt game tại trận, 2S đầy bắn giáp khiến chính thất ngỡ ngàng. Mới đây, một đoạn clip bắt ghen dí tận tay, dày tận mặt tại quán karaoke đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến người xem bất ngờ nhất chính là khả năng bắn ráp cực đỉnh của con giáp thứ 13, khiến chính thất không nói nên lời. À đây anh. Nhậu này. Ủa nhậu mà sao phải ngồi ôm? Chị có gia đình chưa? Chị Thám. Chị Thám hớt tóc, chị có gia đình chưa chị Thám? Ủa? Mày coi đàn chồng của mày á. Trong khi chị không chị ôm chồng em mà chị nói vậy. Đàn chồng của mày á. Chị không chấp nhận. Chị không chấp nhận sao chồng em ôm chị được, đúng không? Vì nó giữ chồng mày á, vợ mà biết chồng mà mắc gì đến tao. Ủa tự nhiên chồng ta vô ngồi ôm chồng ta như đúng rồi. Giờ sừng với vợ người ta là sao? Con vợ mà biết chồng mày đừng ra đây kiếm chuyện nha. Ủa nãy giờ em kiếm chuyện gì chị chưa? Kêu chị vợ anh về đi. Đúng rồi. Chứ hôm nay không về, ngồi đây ôm hoài. Trong khi là hồi chiều em đã biết anh đi chung rồi. Anh sừng sừng với em gì? Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã comment như sau. Đúng là gái đĩ già mồm. Nhưng hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Cặp với chồng người ta mà làm như cha như mẹ người ta luôn á trời. Hiểu kiểu gì? Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Comment chia sẻ cho 8TV cũng như ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày bạn nha.